Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục trò chuyện, trao đổi với tôi về các nội dung trong cuộc sống ngày hôm nay. Và tôi tin chắc chắn rằng các bạn đang có rất nhiều sự lựa chọn để theo dõi và trau dồi nhưng các bạn vẫn nán ở đây để trao đổi. Tôi sẽ đưa đến cho các bạn một góc nhìn mới về rất nhiều chủ đề chúng ta. Bạn sẽ có thêm một góc nhìn đa chiều về những điều đó nhé. Về những điều mà các bạn sẽ được nhìn thấy và chứng kiến. Luôn luôn phải có những văn bản đấy, cách tạo lên những cái thật là song phẳng và cho mình đúng không nào. Hôm nay cái chủ đề tôi muốn nói đến đó chính là hãy chịu khó chạy bộ vào buổi sáng. Tôi nhắc lại đó, hãy chịu khó chạy bộ vào buổi sáng. Tôi xin lại chủ đề đó là hãy chịu khó chạy bộ vào buổi sáng. Tại sao? Tôi lại khuyên các bạn rằng hãy chịu khó chạy bộ vào buổi sáng. Thật ra tôi không phải nói thì các bạn mới biết cái việc
hãy chịu khó chạy bộ vào buổi sáng không ạ? Tự các bạn cũng đã nhận ra tác dụng của việc đó rồi. Thế nên điều tôi nói ở đây chỉ đơn giản nhấn mạnh hơn điều đó mà thôi. Chúng ta ấy ngày càng nâng cao hơn nữa nhận thức của việc chạy bộ vào buổi sáng nhé. Không bao giờ không bao giờ các bạn phải có sự trao đổi trao dồi về những điều đó nhé. Chúng ta biết rằng việc chạy bộ vào buổi sáng đang ngày một đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với chúng ta nhé. Nó có tác dụng giúp cho cơ thể chúng ta điều hòa và tạo lên những sự cân bằng cho cơ thể trong việc chống các hiện tượng tiêu cực cho cơ thể. Đặc biệt là vấn đề tim mạch và huyết áp cho tất cả chúng ta. Không ai có thể xác định được
việc đó. Nó sẽ có tai hại như thế nào nhé. Phải có sự chuyên nghiệp, mới có thể mong tạo ra những điều kỳ diệu được. Tất cả các cái đó nào các bạn, luôn luôn nhớ lấy cho tôi nhé. Một điều mà tôi vẫn hay nói với các bạn là có sự đầu tư trong việc chạy bộ buổi sáng để nâng cao sức khỏe của mình nhé. Chính vì nó có tác dụng vai trò rất là lớn như thế nên các bạn càng phải nhận thức đúng đắn hơn về việc chạy bộ vào buổi sáng nhé. Có những bạn là hiện tại bây giờ đang đặt câu hỏi tôi là buổi sáng còn phải chuẩn bị đi làm tại cơ quan, tại công ty thì thời gian đâu chạy thể dục sáng. Rồi còn công việc lo cho gia đình nữa, thực sự là khó khăn. Thế thì các bạn phải tính toán cho thật kỹ, phải cố gắng
bố trí thời gian thôi, chứ không biết nào thế nào cả các bạn nhé. Vì quỹ thời gian một ngày của chúng ta ấy, thì cũng chỉ có như thế mà thôi, chứ không có nhiều hơn. Chúng ta phải xuất phát rõ ràng cái điều ấy nhé. Mà ấy, chúng ta cũng lên phải hiểu cái này này này, phải bố trí sắp xếp thời gian cho nó thật sự là khoa học và hợp lý nhé. Sáng ra ấy, cũng biết là các bạn phải no bao công việc để chuẩn bị đi làm, và là gì, và có sự gì đấy bận rộn. Thì chúng ta bắt buộc phải tự sắp xếp mà thôi. Đó là điều mà các bạn phải luôn luôn ghi nhớ nhé. Trong tất cả các cái mà chúng ta phải làm được, để dành một chút thời gian để chạy bộ buổi sáng các bạn nhé. Bình thường tôi tính các bạn là 8 giờ các bạn vào công việc, thì tôi tính trung bình là thời gian các bạn đi làm hết 30 phút. Vậy thì chúng ta
sẽ bắt đầu xuất phát từ nhà đi là 7:30 và dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm bữa sáng cho cả gia đình và cũng như bạn ăn cơm là từ lấy 1 tiếng đi các bạn nhé. Các bạn cũng có biết rằng trong tất cả chúng ta bố trí làm bữa sáng và ăn cơm sáng là hết 1 tiếng đúng không? Đối với bản thân các bạn là có như là từ 6:30 đến 7:30. Đấy. Từ 6:30 đến 7:30 nhá. Thì các bạn có 5 người để nhờ giúp đỡ anh Đăng là một, anh Nam là hai, anh Vũ là ba, anh Đăng là một mình chưa nói, anh Nam là hai, mình chưa nói. Tùng là bốn, và sinh năm mình nói rồi đi các bạn xác định phấn đấu được thời gian tham gia chạy bộ buổi sáng nhé. Là trong tất cả chúng ta thì ai ai có thể bố trí được thời gian để chạy bộ buổi sáng các bạn nhé. Tham mưu quân Trung An Nhượng chuyên nghiệp quân quân trường hai nữa trường đăng đúng không? Tất cả
điều rằng các bạn không bao giờ là không có thời gian để chạy bộ buổi sáng. Thực sự thể thấy rằng chỉ 6 rưỡi đúng không ạ? Thế rồi tôi cho các bạn 30 phút nữa để đưa con đi học là đến 6 giờ đúng không? 6 giờ các bạn đưa con đi học, còn lại thông thường một người một người bình thường để vào thức buổi sáng là 5 rưỡi sẽ dậy là sẽ vào thức, nên các bạn có 30 phút từ 5 rưỡi đến 6 giờ để chạy thể dục buổi sáng nhé. Và như các bạn biết, khoa học đã chứng minh mỗi ngày các bạn chỉ cần bỏ ra 20 phút chạy bộ thôi, mỗi ngày nhé, cần 20 phút chạy bộ thôi chứ chưa cần đến 30 phút, là các bạn đã bảo đảm được cái gì, bảo đảm được cái yếu tố cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi rồi. Nên các bạn vẫn còn dư 10 phút để tập thêm, để chạy thêm nữa. Nên chúng ta thực sự rất là bình thường. Những việc chạy bộ tập luyện cho chúng ta nhé, cái đấy tôi tính toán cụ thể các việc cho các bạn thấy rằng như thế
hết sức thoải mái cho mỗi chúng ta. Các bạn không có gì lăn tăn suy nghĩ nữa mà nhé. Hãy cứ thoải mái là chính mình để tạo lên một cơ thể khỏe mạnh nhé. Và những bạn mà bảo là không có thời gian để luyện tập ấy, là những bạn là ngủ dậy quá muộn. Chỉ ngủ dậy sát giờ đi làm thì mới chịu ra khỏi giường, thì chắc chắn rằng các bạn không thể nào mà có đủ thời gian để đi chạy bộ được. Các bạn còn quá nặng nề, về việc ngủ lướng các bạn nhé. Vậy nên các bạn mới bị diễn ra tình trạng như thế. Đây là điều mà các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn ra được điều đó từ trước nhé. Và tôi khuyên rằng các bạn mà như thế thì hãy bỏ ngay cái đó. Mà chịu khó chạy bộ kiếm lấy chút sức khỏe cho mình các bạn nhé.
chúng ta có những khi có những khi lười thay đổi, nhưng tôi khuyên các bạn là các bạn phải thay đổi nhé. Nếu không muốn sức khỏe chúng ta ngày càng đi xuống, cuộc sống hiện đại này thì nó tự nhiên bắt chúng ta lười vận động kỳ là lớn. Các bạn sẽ bị công việc chi phối và trở nên rất là lười vận động rất nhiều. Gần như là chỉ ngồi ngồi và ngồi, không có sự vận động trong cuộc sống hàng ngày, nên khối lượng và số lượng vận động của các bạn cực kỳ ít. Nếu không muốn nói là không có, chúng ta phải thay đổi ngay điều đó bằng cách bố trí, cố gắng một chút thời gian vào buổi sáng để vận động các bạn nhé. Nó sẽ giúp các bạn có được một cách rất là tích cực trong việc chủ động rèn luyện sức khỏe cho cơ thể. Thì yêu cầu công việc ấy nên khi đi làm các bạn đã
Không thể. Bảo đảm được. Cái mà sự vận động của chúng ta rồi thì các bạn chủ động trong việc bớt rút ra thời gian buổi sáng để tổ chức vận động một chút các bạn nhé. Nó sẽ bù lại những lúc mà chúng ta vận động ở nhà và khi đi làm không thể vận động được. Mà các bạn biết không ấy, hiện nay số người mà đang đối mặt với những vấn đề liên quan đến vận động mà đang ngày cùng ngày càng trẻ hóa nhé. Thế nên ý, vấn đề này tôi cũng đặc biệt quan tâm đến những bạn trẻ trong thời gian tới nhé. Nếu mà chúng ta không sớm nhận ra cải thiện điều ấy thì các bạn rất dễ phải ngậm ngùi nhận lấy những kết quả không tốt các bạn nhé. Đó là điều mà các bạn phải luôn luôn ghi nhớ lấy cho tôi. Không bao giờ được phép
thay đổi điều đó các bạn nhé. Chúng ta cần phải xác định rõ nội dung đấy rồi là chúng ta phải chịu khó lên, chịu khó dần dần lên mọi người nhé. Và chúng ta biết rằng cuộc sống hiện đại với những tiện ích rất là thường xuyên thì chúng ta đi kèm với đó là sự lười vận động, lười thay đổi. Người suy nghĩ vì bản tính con người chúng ta là lười mà các bạn, nên các bạn sự thay đổi để tồn tại nhé. Không bao giờ phép không dạy thể dục sáng như thế. Các bạn có biết không là chúng ta cần phải cố gắng chạy đều sáng đều trong ban ngày đấy, không được buổi được buổi cái, buổi có buổi không. Sẽ không duy trì, không bảo đảm được hiệu quả. Đặc biệt là trong việc cố gắng tạo nên những nét độc đáo riêng của cơ thể chúng ta hôm nay. Thật ra các bạn cứ
thể dục buổi sáng đi. Sẽ thấy rằng nó thực sự là rất tốt để các bạn có thể tạo lên trời mưa khô nhanh không? Anh này trời mưa khô nhanh. Lúc đấy mưa to cái đường kia ướt sũng, bây giờ khô trắng phau. Mà nếu mà mưa như thế thì phải mưa từ tầm 11 rưỡi 12 giờ đấy, chuẩn bị đi ngủ trưa là đẹp nhất, mát cả trưa ở chiều. Nên nhé các bạn chạy buổi sáng đi, các bạn sẽ thấy rằng sảng khoái và dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó là điều mà chúng ta phải nhớ đấy. Mà tốt các bạn nhé. Đó là điều nhớ đến cho tôi. Mà thực hiện cho nó tốt nhé. Điều đó nó thực sự rất là tốt. Tôi nói thật với các bạn hãy thử chạy buổi sáng mà xem, chúng ta ấy, tự nhiên sẽ có nguồn năng lượng dồi dào cho cả ngày. Đặc biệt là việc có những năng lượng cho quá trình làm việc các bạn nhé. Tự nhiên cơ thể cực kỳ là khỏe mạnh và có được trí tuệ tinh thần minh mẫn đủ sức để phấn đấu làm việc
cố gắng trong một ngày dài. Các bạn cần phải nhớ điều đó thôi nhé. Chúng ta phải xác định rõ cái quyết tâm và cố gắng thì mới mong thực hiện được nhé. Tôi nói các bạn nghe, khi mà chúng ta ngủ nghỉ một đêm dài, sau đó là bước vào một ngày mới đầu tiên mà chúng ta phải thức dậy, thì chúng ta sự mà là gì, có sự là ý anh và chưa chưa tỉnh táo bình thường được nhé. Cái đó là cái mà các bạn phải nhớ đấy. Khi với tình trạng ý ảnh như thế, người chúng ta chưa tỉnh táo bình thường thì việc sẵn sàng tham gia vào một ngày bận rộn mới nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định. Nên tôi muốn các bạn là hãy chạy bộ một lúc buổi sáng, sẽ thấy rằng tự nhiên người ta khỏe khoắn hơn, tỉnh táo hơn, tràn đầy sinh khí và năng lượng để chuẩn bị sau một ngày mới thật là hứng khởi. Và tràn đầy niềm vui. Đó là điều
tôi muốn nói đến cho bạn nghe. Thực sự như thế luôn. Nên cố gắng để có thể tạo lên một giá trị cao nhất cho cơ thể bạn bằng cách tích cực chạy thể dục vào mỗi buổi sáng hàng ngày các bạn nhé.